chưa chưa đấy. Ok, anh chơi này đi ha. Giờ mình đi bấm đây mới tập đó đây. Hai em mình em không phải tắm. Đi tắm mà. Anh kết thúc chuyển đi không chứ nó không kết thúc được thì sao không? Sao anh? Anh hiểu ý nó. Bởi vì anh đi ngược ngược hướng ấy. Đúng rồi. Anh nên kết thúc chuyển đi ở đây thì không biết sao bên kia anh không kết thúc chuyển đi. Được rồi. Được nè. Ai mới chạy mấy ngày em biết anh à. À, ok. Bởi vì nếu như mà anh mà bắt sách xa cái điểm đón của hoặc là để trả khách sai điểm đón thì anh không trả được. À. Hoặc là anh không bắt đầu chuyển đi hoặc kết thúc chuyển đi. Cái này có đổi được không? Đổi địa điểm được không? Cái này không đổi được địa điểm. Đây này anh. À, ok. Bỏ này đời lâu đời. Mì Quảng làm gì vậy anh? Một mì hả? Nửa mì hả? Một gạo. Em thấy như cái tô của anh ngon hơn ấy. Em kêu cái tên khác của anh này đi. Người ta gọi mì Quảng là xuất phát từ Quảng Nam đúng không anh? Đúng rồi.